Các bạn đang xem trên tay tôi đây là roti lái trong của dòng xe Mitsubishi Mirage và Xtrage. Thì cái đầu này nó bắt một đầu nó bắt vào thước lái, mà một đầu đầu này bắt vào thước lái, một đầu bắt vào roti lái ngoài. Roti lái ngoài của dòng xe Mitsubishi Mirage và Xtrage. Đấy, hai đầu. Thì từ thước lái nó sẽ đánh lái, nó tác động qua cái roti lái trong và roti lái ngoài này để nó chuyển để tác động lên bánh trước để hướng lái cho dẫn lái cho dòng xe Mitsubishi Mirage và Xtrage. Thì sản phẩm này được làm bằng hợp kim. Thì các bạn hay hỏng nhất là cái đầu roti này. Thứ nhất, cái đầu roti này thông thường là hay hỏng nhất ở điểm này thôi. Đấy, thì thường là trong quá trình khi chúng ta đâm va quệt thì dẫn đến nó cong mất cái roti lái ngoài này, roti lái trong này bị cong. Thì lúc đó thì một là hỏng đầu roti, và thứ hai là chúng ta đâm va thì dẫn đến nó bị cong. Cong thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế, bởi vì cái hệ thống đánh lái, hệ thống quan trọng nhất của con xe. Chúng ta đi lái xe mà chúng ta không lái một cách cái hệ thống lái có vấn đề thì cực kỳ nguy hiểm, bởi chúng ta rất dễ xảy ra những cái va chạm. Đấy, thì trong quá trình khi mà các bạn lưu thông xe, các anh em chạy xe trên đường mà cần phải thay thế cái phụ tùng dòng xe Mitsubishi Mirage và Xtrage, thì rất mong các bạn sẽ liên hệ ủng hộ phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.